mình sẽ trả lời với các bạn một cái câu hỏi là đọc tiểu thuyết á, thì nó giúp gì cho chúng ta. Thực ra là mình hay gặp các cái câu hỏi của sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên kỹ thuật của Bách Khoa đó. Các bạn cứ hỏi là em là sinh viên kỹ thuật thì tốt nhất là em nên đọc các cái sách về khoa học công nghệ, chứ còn đọc tiểu thuyết chẳng hạn thì rất là tốn thời gian và nó có giúp ích được gì. Thì cái chia sẻ này để trả lời câu hỏi đó. Thực ra theo mình á, thì đọc tiểu thuyết á, nó có ba cái giá trị rất là quan trọng. Einstein á, thì nói thế này: the true sign of the intelligence is not knowledge but imagination. Tức là cái dấu hiệu quan trọng nhất của trí thông minh á, không phải là kiến thức mà là cái khả năng tưởng tượng của mỗi chúng ta. Các bạn thấy rằng thế giới của chúng ta đó được hình thành hầu hết bằng trí tưởng tượng. Ví dụ tôi vận hành một cái trường đại học thì cái trường đại học đó trở thành một trường đại học quốc tế hay một trường đại học làng, một cái đại học quốc tế có những cái phẩm chất của nó thì hầu hết đều xuất phát từ cái tưởng tượng của mình về cái câu chuyện đó. Một cái doanh nghiệp, một cái công ty hay cuộc đời của chính các bạn cũng vậy, nó sẽ được định hình như thế nào dựa hoàn toàn vào trí tưởng tượng của các bạn. Thế thì tại sao mà tiểu thuyết lại giúp chúng ta cái trí tưởng tượng? Ví dụ như tôi đang đọc lại cái bộ Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung chẳng hạn, thì trong cái bộ đó mỗi lần chúng ta đọc thì chúng ta cảm thấy rằng là gì, cái trí tưởng tượng của tác giả nó phong phú khủng khiếp. Và để đọc được cái tác phẩm đó một cách lý thú thì chính chúng ta cũng phải tưởng tượng. Ví dụ bây giờ Âu Dương Phong đấu với lại cả Hoàng Dược Sư chẳng hạn, Đông Tà với Tây Độc đấu với nhau thì Hàm Mô Công phải ra trưởng như thế nào, rồi thì Lạc Anh Thần Kiếm nó ra trưởng ra làm sao. Thì mỗi một chiêu thức, mỗi một cái động tác, mỗi một trận đánh, tác giả đều cho chúng ta hàng ngàn cái biến hóa ở trong cái câu chuyện đó. Hoàng Dung nấu ăn cho Hồng Thất Công chẳng hạn, thì khi mà Hồng Thất Công cắn vào một cái miếng thịt bò cho Hoàng Dung làm cho Hồng Thất Công thì ông trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên, vì mỗi lần cắn một miếng thịt bò thì lại thấy một mùi vị khác nhau. Sau đó mới phân tích thấy rằng là trong miếng thịt bò đó thực ra là 5 loại thịt khác nhau, và mỗi loại thịt thì lại được ướp bởi 5 loại hương vị khác nhau. Và vì vậy mỗi lần cắn thì 5 lần 5, 25 lại cộng thêm 5 loại thịt nữa thì cho ra 125 biến thể của mùi vị, và nó cứ thế nó tan trong miệng. Thì tất nhiên đây là câu chuyện tiểu thuyết, nhưng mà khi chúng ta đọc nó thì chúng ta cho chúng ta một cái bay bổng về trí tưởng tượng rất là khủng khiếp. Trái lại, nếu như là chúng ta chỉ xem phim Anh Hùng Xạ Điêu thôi thì khi thấy Quách Tĩnh đánh ra một chưởng là Giáng Long Thập Bát Chưởng chẳng hạn thì chúng ta chỉ thấy bùm một phát, thế là xong rồi. Cái trí tưởng tượng của chúng ta không phát triển lên bởi vì chúng ta đã xem bộ phim dựa vào trí tưởng tượng của người khác. Người khác đây chính là ông đạo diễn. Ông đạo diễn ông xem cái chuyện của Kim Dung và ông tưởng tượng ra, sau đó thì ông hiện thực hóa trên bộ phim của ông. Và khi chúng ta xem phim thì chúng ta đang được thưởng thụ một cái trí tưởng tượng của người khác. Còn nếu chúng ta đọc truyện thì chính chúng ta sẽ xây dựng cho chúng ta rất nhiều cái không gian để tưởng tượng. Và trí tưởng tượng thì vô cùng quan trọng. Như vậy, cái đầu tiên mà mình nghĩ rằng nó giúp chúng ta khi đọc tiểu thuyết là trí tưởng tượng. Rất là quan trọng và sát sườn với các bạn sinh viên, đặc biệt là các ngành kỹ thuật, là gì? Giúp cho chúng ta kỹ năng về giao tiếp. Tại sao nó lại giúp chúng ta về kỹ năng giao tiếp? Thực ra mình nhiều khi mình cũng không hiểu là tại sao mình lại có thể có những cái phản ứng về mặt giao tiếp rất tốt với rất là nhiều nhóm người khác nhau, mà thậm chí những cái nhóm người đó nhiều khi mình chưa gặp trong đời. Nhưng mà sau này mình đọc kỹ thì mình có cảm giác thế này. Trong các những tiểu thuyết chẳng hạn, giả sử quay lại câu chuyện của họ của Anh Hùng Xạ Điêu, thì tác giả mô tả cho ta rất kỹ về các loại nhân vật khác nhau. Đồng Tà thì quái như thế nào, Tây Độc thì hiểm độc ra làm sao, Chu Bá Thông thì trẻ con như thế nào, Quách Tĩnh thì thật thà ra sao, Hoàng Dung thì thông minh thế nào. Và mỗi một cái người đó thì họ có một cái tâm lý riêng, họ có cách ứng xử riêng, và nói chuyện với họ thì cũng phải biết cách điều chỉnh theo đúng cái tính cách nhân vật đó. Và khi anh đọc rất là nhiều câu chuyện thì tự nhiên anh hiểu rõ cái tính cách của những cái loại người khác nhau tồn tại trong cuộc sống. Và lúc đó thì đến một cái lúc là anh ngấm vào người, thì khi anh ra đời anh gặp một cái nhân vật mà anh nói chuyện với họ vài câu thì anh bảo cái loại này thì nó hơi quái quái giống như kiểu Đông Tà, thì ta nói thì tốt nhất là ta nói kiểu này thì nó sẽ phù hợp với họ. Và như vậy thì nó thực ra là nó giúp chúng ta hiểu rõ tâm lý nhân vật và hiểu rõ tâm lý con người, và từ đó thì giúp cho chúng ta biết cách làm sao mà giao tiếp một cách hiệu quả với lại những cái nhóm người khác nhau.
sách á, giúp chúng ta hiểu văn hóa và hiểu con người rất là sâu sắc. Chúng ta thấy là này, nếu như chúng ta đọc Vương Na Uy này, chúng ta đọc Nguyễn Nhật Ánh này, chúng ta đọc Nguyễn Ngọc Tư này, rồi chúng ta đọc về Trăm Năm Cô Đơn này, rồi thì chúng ta đọc Không Gia Đình này, thì mỗi cái tác phẩm đó đều cho chúng ta những không gian văn hóa rất rõ ràng. Chúng ta đều biết được tập quán, chúng ta đều biết được cách suy nghĩ của những vùng đất khác nhau, của những nhóm con người khác nhau. Và cái kiến thức xã hội đó, kiến thức văn hóa đó thì sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Cụ thể này, nếu mà bây giờ chúng ta hãy nghĩ về các kỹ sư của chúng ta, hoặc là các bạn đang muốn khởi nghiệp làm kinh doanh chẳng hạn, thì kinh doanh tức là chúng ta tạo ra một cái sản phẩm, mà sản phẩm đó thì phục vụ cho ai? Phục vụ cho con người. Thì nếu bạn có thể hiểu tâm lý con người, bạn có thể hiểu văn hóa của con người, thì chắc chắn cái chuyện, cái sản phẩm của các bạn đó, nó sẽ là những cái sản phẩm tốt, phục vụ tốt được, đáp ứng tốt được cái nhu cầu của khách hàng. Còn một cái điểm yếu rất là cố hữu của sinh viên chúng ta và những nhà khởi nghiệp của chúng ta là gì? Chúng ta biết rất giỏi là kỹ thuật, nhưng chúng ta lại không thể hiểu được con người cần cái gì, cái nền văn hóa đó nó mong muốn điều gì. Và đó chính là cái vấn đề hiện nay của chúng ta. Thế nên là lời khuyên của tôi là các bạn hãy dành thời gian ra để đọc tiểu thuyết, vì nó giúp cho chúng ta ba thứ: trí tưởng tượng, hiểu tâm lý nhân vật và cải thiện được cái kỹ năng giao tiếp của chính chúng ta, và cái thứ ba nữa là hiểu văn hóa và con người một cách rất là sâu sắc. Rồi, chúc các bạn sẽ đọc tiểu thuyết một cách thật là lý thú.